Tần Phong sống 15 năm, chưa từng thấy lão bộc hộ đạo nào nghe lời đến vậy. Quỳ xuống cho ta, hôm nay chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi. Chỉ thấy nộ khí của lão già trong nháy mắt dâng trào, năng lượng kinh khủng trong cơ thể bộc phát ra. Nguyệt thần là Nguyệt thần. Nguyệt thần, đây chính là đạo đại khách của âm nhạc hoàng triều các ngươi sao? Các ngươi dám phá hủy sàn nhà của Nguyệt thần cung ta, đây là đạo làm khách của đại hạ hoàng triều các ngươi sao? Nguyệt thần đại nhân, hành vi của tên đầu heo kia là hành xảo cá nhân của hắn, không thể đại diện cho sứ đoàn chúng ta. Ta nguyện ý thay hắn xin lỗi, gánh chịu mọi sự bồi thường. Nếu lời xin lỗi có ích, vậy thì cần nha môn làm gì? Vậy ngươi muốn thế nào? Quỳ xuống dập đầu. Ngươi bảo bản công chúa quỳ xuống. Ta đường đường là đại hạ công chúa, sao có thể quỳ xuống cho tên phản đồ Tần gia ngươi chứ? Cho dù là thần tử của Nguyệt thần cung cũng không được, hoặc là quỳ hoặc là chết. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh không một tiếng động, cuối cùng cũng cảm nhận được khí phách bá đạo của vị thiên kiều hoàng cổ. Lúc này Tần Phong hoàn toàn chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, bá đạo vô song. Nam Phong công chúa nhịn không được nuốt nước miếng, có thể cảm nhận rõ ràng áp lực mà Tần Phong mang đến. Cho dù là chúng ta có lỗi trước, ngươi bảo Nam Phong công chúa quỳ xuống xin lỗi cũng quá đáng lắm rồi. Nam Phong công chúa đại diện cho thể diện của đại hạ hoàng triều, ngươi như vậy làm nhục đại hạ chúng ta, không sợ gây ra chiến tranh giữa hai bên sao? Phương trưởng còn chưa nói xong, Tần Phong đột nhiên rút trường kiếm trường không ra, như dù long lao vút ra ngoài. Không ổn, đồng tử Phương trưởng có rút lại, không ngờ Tần Phong lại bá đạo như vậy, không dám có chút chủ quan nào, trực tiếp sử dụng thuật phòng ngự mạnh nhất của mình, Hậu Thiên Kim Trung Cháo. Mê mông, Phật gia, vậy thì trùng hợp rồi, Yêu gia ta có câu, Khổng Tử từng dạy, vô ý kiến cương giả. Nghĩa là sao? Ta còn chưa từng gặp qua. Có thể nào cùng dàn đến mức ta không đánh vỡ được? Sao có thể? Lại dễ dàng như vậy, phá vỡ kim trung cháo mà ta luôn tự hào. Phương Trường trợn tròn mắt, nhìn Tần Phong với vẻ khó tin. Phương Trường, huynh không sao chứ? Ta nói mà, hai người này nhất định có gian tình. Chúc mừng ký chủ đánh thiên tuyển chi tử trọng thương, nhận được 5.000 điểm phản diện. Chúc mừng ký chủ vạch trần kế hoạch của thiên tuyển chi tử, nhận được 5.000 điểm phản diện. Chúc mừng ký chủ ngăn chặn thiên tuyển chi tử ra vẻ ta đây, nhận được 5.000 điểm phản diện. Cuối cùng cũng có một khoản điểm phản diện lớn rồi, ta đã 7 năm rồi chưa từng thấy nhiều điểm phản diện như vậy. Tần Phong, ngươi quá đáng lắm rồi, chúng ta là sứ giả của đại hạ. Những thiên tài khác trong đoàn sứ giả cũng vô cùng phẫn nộ, không ngờ Tần Phong lại bá đạo đến mức này, hoặc là quỳ hoặc là chết. Tần Phong vẫn không nói thêm lời thừa thãi nào, tay lại đặt lên chuôi kiếm. Công chúa là vạn kim chi khu, sao có thể quỳ ngươi được, ta thay nàng ấy quỳ. Phương Trường, công chúa Nam Phong cảm động đến rơi nước mắt. Trong lòng thú hận Tần Phong tăng thêm 99.999 điểm. Chúc mừng ký chủ ép thiên tuyển chi tử quỳ xuống, nhận được 100.000 điểm phản diện. Có thể có thể dối, xem ra còn là một kẻ có dạ tâm. Hình thiên tuyển chi tử, đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm như đến từ thời cổ đại vang lên. Trò hề nên kết thúc rồi, công chúa Nam Phong, quản lý tốt người của ngươi đi. Nếu còn ai không hiểu quy củ, thì đừng trách bản đế. Không khách khí nữa, không khách khí nữa. Bản đế dĩ nhiên là lục đạo đế quân của âm nhạc hoàng triều, chính là vị lục đạo đế quân chỉ dùng trăm năm, đã đưa âm nhạc hoàng triều bước vào thời kỳ huy hoàng. Được lắm, lục đạo đế quân, ngươi mạnh thì cứ mạnh, nhưng cản trở ta làm ăn chính là ngươi sai rồi. Chúng ta đi. Công chúa Nam Phong tức giận trừng mắt nhìn Tần Phong, bước lên xe ngựa, dẫn người trở về quán dịch dành cho sứ thần. Trở về quán dịch, công chúa tức giận đập phá đồ đạc. Từ nhỏ đến lớn, nàng ta chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Tần Phong đáng chết, bản công chúa nhất định sẽ khiến ngươi. Rắc 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 rắc, là ta đã đánh giá thấp Tần Phong rồi. Ta vốn tưởng rằng Tần Phong ngay cả trí tôn cốt của em trai ruột cũng dám đào. Đối mặt với tên đầu heo đến tận cửa khiêu khích, nhất định sẽ không chút do dự giết chết hắn ta. Sau đó chúng ta nhân cơ hội đổ tội, vu oan giá họa, khơi dậy thù hận của thế gia đối với Tần Phong. Nhưng điều khiến ta vạn vạn không ngờ tới là Tần Phong lúc nên cuồng thì không cuồng, lúc không nên cuồng thì lại cuồng không biên giới. Ngay cả công chúa của đại hạ sứ đoàn cũng dám giữa đường giết chết. Bây giờ phải làm sao? Nghe nói Tần Phong sẽ tham gia thành âm loại tựa. Không được, trong thành âm loại tựa, tuy có thể quang minh chính đại giết chết Tần Phong, nhưng thực lực đáng sợ của Tần Phong khiến người ta nghẹt thở. Chuyện thành âm loại tựa, để sau hãng hay. Kỳ thực trước khi đến âm nhạc hoàng triều, ta còn để lại một con bài tẩy, ly gián Tần gia và Thiên Tâm Chi Thành. Ý huynh là, hình như Hàn Phong công chúa đã nghĩ ra điều gì đó, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Tần gia, Thiên Tâm Chi Thành, tiểu công chúa Lâm Tâm Nhi dẫn theo một đám cao thủ đến bái phỏng, nói chính xác là đến Tần gia từ hôn. 7 năm trước, phụ thân gả ta cho Tần Hạo, hoàn toàn là bởi vì hắn ta có chí tôn cốt. Phụ thân là gia chủ Tần gia, nhưng bây giờ chí tôn cốt của hắn ta đã bị đào đi rồi, gia chủ chi vị của phụ thân cũng bị bãi bỏ. Kaka còn phản bội, chạy đến âm nhạc hoàng triều. Ta đường đường là thành nữ thiên tử môn, làm sao có thể cam tâm gả cho tên phế vật Tần Hạo này chứ? Hơn nữa Phương Trường Kaka còn nói, phụ nữ phải tự mình nắm giữ hạnh phúc, phải theo đuổi tình yêu thuộc về mình. Cho nên hôn sự này, ta nhất định phải tứ hôn. Từ hôn, sắc mặt Tần Thiên lập tức xa sầm. Đối với thế gia mà nói, thể diện còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Huống chi còn bị nhà gái đích thân đến tận cửa tứ hôn, thật sự là đang công khai vào mặt Tần gia bọn họ. Không sai, tứ hôn. Lớn mật, Tần Thiên giận dữ đập bàn, đứng dậy, khí thế như núi lở sóng thần ập tới. Không ổn, một đám cao thủ hoàng gia sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng chắn trước người Lâm Tâm Nhi. Nhưng thực lực của Tần Thiên quá mạnh, cho dù bọn họ liên thủ khó lòng chống đỡ. Bây giờ phải làm sao? Phụ thân, hôn sự của con có thể để con tự mình làm chủ hay không? Chỉ thấy một thiếu niên mày kiếm mắt sao, thân hình thẳng tắp đi tới.
Hắn chính là Tần Hạo, năm nay 12 tuổi. Trong 7 năm nay, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, đặc biệt là tâm tính. Đối mặt với việc bị từ hôn cũng không hề dao động. Hạo Nhi, sao con lại tới đây? Con nhớ lúc nhỏ ca ca từng nói với con một câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Bây giờ con đúng là phế vật, nhưng không có nghĩa là con sẽ không một lần nữa quật khởi. Vậy sao? Được thôi, 3 năm sau, chúng ta quyết đấu tại Đế Đô. Nếu như người thua, liền công khai hủy bỏ hồ nước. Thế nào? Muốn hủy bỏ hồ nước? Cần gì phải phiền phức như vậy? Ngươi! Ngươi dám bỏ ta? Lâm Tâm Nhi không thể tin nổi, trừng lớn hai mắt, nghiêm trọng hoài nghi bản thân còn đang nằm mơ chưa tỉnh. Chẳng lẽ hắn không biết, giá trị duy nhất của hắn ở Tần gia chính là hôn ước với ta sao? 3 năm sau, gặp nhau ở Đế Đô, Tần Hạo ánh mắt sáng quắc, không sợ bất kỳ thử thách nào. Khi nào thì ta nói 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo chứ. Rõ ràng ta nói là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, kẻ tu hành là lớn nhất chứ. Nhưng mà nhị đệ, cái tình tiết này quen thuộc quá rồi đấy. Đầu tiên là bị đào chí tôn cốt, lại còn xuất hiện tình tiết bị từ hôn, là muốn cộng dồn bắp với ta hay sao? Tử Vi bên cạnh nhìn Tần Phong, Nguyệt Thần lại nhìn Tử Vi, đứa nhỏ này chẳng lẽ thích Tần Phong rồi sao? Một kẻ vì sức mạnh mà ngay cả chí tôn cốt của em trai ruột cũng dám đào, nhân phẩm có thể tốt đẹp đến đâu chứ? Thật sự không phải là. Lúc này, tại cung điện của Lục Đạo Đế Quân, âm nhạc hoàng triều, Nam Phong công chúa đặc biệt đến bái kiến Lục Đạo Đế Quân. Bản công chúa muốn dẫn đầu sứ đoàn đại hạ tham gia thăng tiên đảo thái tái của âm nhạc hoàng triều, mong đế quân phê chuẩn. Sao các người cũng muốn tham gia? Ta cũng không muốn tham gia đâu, nhưng mà phương trưởng cho ta một kế, hắn nói.